Nói chung là ở nhà miết cũng buồn các bạn. Thành ra là hôm nay xuống nhà anh Bảy mình chơi. Ở đây thì cái cảnh ở đây thì nó cũng hoang vu như ở quê của mình đó các bạn. Nhưng mà ở đây là ở mổ vịt là tôi bỏ hết, thì bán có nhà phải chi, bà có nhà bà mặn cho con vịt. Tôi mổ là tôi bỏ hết. Xong con vịt rồi mọi người, bây giờ chờ ổng đem cái nồi ra mình hấp. Đem cái nồi ra xong đi hái lá chanh xong là hấp liền luôn. Sát bên có cây tắc mới nè mọi người. Nè, nó chưa có chín các bạn. Đây, có trái này nó hơi già già nè. Sáng giờ chưa ăn gì, bút chai tắc chưa phê. Chảy nước mắt luôn mọi người. Đây nè mọi người, hai anh em mình hái được bao nhiêu đây nè. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đem đi chúng ta rửa. Đây nè mọi người, con vịt lần xong nè. Còn mấy cọng lông con, ai mà nhổ nó mấy cha thì cha nó đi. Cho một ít muối vô. Hai anh em mình làm tới luôn. Ông nội này đi, thường thường thì ổng có làm, giờ ổng làm, bữa nay giờ ổng hái nhà, nhà ổng phụ một tay. Trời, cái tay của tôi đen thui, đen thui mà nó sạch kia mấy cha. Cho vô đây một ít bột nêm nữa các bạn. Thường thường thì người ta làm như thế này thì người ta sẽ đeo bao tay đồ, còn cái tay mình rửa sạch rồi. Nói chung dân nhà quê mà, miếng sao là sạch là được các bạn. Đó, cho vô đây một ít bột nêm nữa. Ít ướp nó vô các bạn. Ở đây cũng giống quê mình mọi người, vắng vẻ mát mẻ đã lắm luôn á. Mà có điều sáng nay mình ra mình đi thấy trời chuyển mưa, hy vọng là không mưa. Vừa về mưa cái vấn đề về mắc mưa thấy bà nội. Đó, cái này thì chúng ta bỏ thêm tiêu mọi người. Đâm tiêu bỏ vô cho nó cay cay. Không phải cái này là đâm tiêu bỏ vô cho nó cay, mà cái kiểu mình đâm tiêu bỏ vô cho nó thơm á mọi người. Nó thơm, chủ yếu là mình ăn với miếng ớt chanh. Đó, con vịt này nó mập lu luôn. Bỏ vô đây. Đó, tiếp tục massage cho nó nữa. Nước mắm mày đổ vô luôn các bạn, cho thêm một ít nước mắm vô nữa. Đây là cái phần lá chanh nè các bạn, chúng ta sẽ rải nó một lớp ở dưới như thế này. Cái phần dưới này chúng ta phải nhét lá chanh vào chứ. Nhét cái chanh vào trong đây. Lá chanh này thì chúng ta để ít thôi mọi người, vừa phải thôi. Chúng ta không nên lạm dụng lá chanh, để nhiều lá chanh với nó cũng sẽ bị đắng á. Để lá chanh lên con vịt. Nói chung là bấy nhiêu cũng được rồi mọi người, không nên nhiều quá. Được chưa? Thì chúng ta ngồi trộn ngồi canh đến khi nào nó chín thì thôi. Mọi người biết ông nội này ông đang làm gì không? Tí nữa mọi người sẽ biết. Mọi người thấy cây chuối này không? Nó tốt cái ghê luôn thấy không? Tốt dữ dội luôn, bên kia nó kìa, cây nào cây đấy nó bằng con người ta luôn á. Nó tốt cỡ đó đó. Bây giờ ông đang đào này nè. Tí nữa mình sẽ cho mọi người xem. Đổ mấy cái phèo gà, cái lòng vịt vô đó các bạn. Đó, thay vì mình đem mình giục tùm lum thì mình chôn như thế này đi các bạn. Để cho thứ nhất là nó tốt cây, thứ hai là mình bảo vệ được môi trường. Lúc nào cũng chôn biết rồi bắt đầu cái chuối coi này trời. Bên kia là cái nhà của ổng kìa. Mọi người có ghé ngang cái tiệm tạp hóa, ghé mua đồ rồi ủng hộ cho ổng bả nghe. Tội nghiệp, bán ba đồ lặt vặt không à mọi người. Bán đồ con nít được không à. Nè, tôi bán bong bóng nè. Ai có nhu cầu mua bong bóng mà mua bong bóng ủng hộ nha. Nè, anh chị em nào lớn thì chơi cái bong bóng lớn, anh chị em nào nhỏ thì chơi cái bong bóng nhỏ. Ở đây có kẹo mút nè, kẹo mút hiệu con gà nè mọi người. Đó, ở đây thì có bán, hình như là có bán trà sữa rồi nè. Shigum Kakone, hột quẹt hiệu con ó. Sữa sữa Vinamilk. Ở đây bán tùm lum tùm la tùm lưa hết trơn, mà toàn là đồ trẻ con không à. Đó, có bán xà bông gội đầu nữa, ông nào có nhu cầu gội đầu vô đây ghé mua xà bông cho ổng, ủng hộ cho ổng luôn nha. Còn đây là con đường làng, thấy không?
mát mẻ mát rượi luôn, có cây tre nữa kìa. Đó, còn vô vòng vòng trong đây là toàn là rừng không các bạn, ở giữa thành phố nhưng mà cũng có rừng đó. Không em chưa, đó, lâu lâu mình sợ xạo rồi đi đây đi đó cho nó khuây khỏa mọi người. Đây là đường đi vô nhà, mát mẻ không mọi người, thấy mát mẻ không, chẳng que luôn á. Đây là ông anh ruột của tôi các bạn, ông anh ông thứ bảy, tôi thứ tám, nhà tôi ít xịu anh em mà. Thứ tám cũng là Úc luôn rồi, ông là ông kế tôi nè. Đáng lẽ là có một người chị nữa mọi người, nhưng bà tôi lúc còn nhỏ xíu rồi. Ở đây vậy. Đây là cái khu nhà ở trong của ổng nè các bạn. Đó mọi người thấy không? Tuy rằng ở đây là ở thành phố Vĩnh Long nhưng mà nó vẫn còn cái khu này các bạn. Cái khu này vắng que hả? Nói chung là cái khu này là lúc trước là người ta quy hoạch, nhưng mà dạng quy hoạch treo quá mọi người, cho nên là mãi tới bây giờ vẫn chưa làm gì. Ớt chín, trời 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 trời, mọi người coi nè, dồi nó cũng ăn ớt luôn các bạn, công nhận con dồi này dữ thiệt. Mọi người thấy cái mặt của ổng giống mặt tôi không, giống y chang luôn á. Tôi làm vlog cái nhiều người bạn của ổng vô hỏi tên của ổng. Tôi đâu có biết. Thánh thần ơi. Ớt này nó tốt quá nên nó không có trái luôn mọi người. Ôi, cái bông này nó đẹp nè má ơi. Cây này kêu bằng cây gì cậu? Sâm. Sâm. Sâm các bạn. Cái này ăn được không? Được chứ. Rồi tôi bị dính gai rồi mọi người ơi, dính đạp nguyên cọng gai dưới chân luôn. Đây nè mọi người, cái sâm nè, nấu canh sâm ăn được luôn á. Nè nhà ổng có khu vườn nho nhỏ nè mọi người thấy không, mát mẻ ghê đâu quá vô cái khu này. Để mình đi đảo đảo vòng vòng đây coi có gì ăn không. Trời ơi, ổng có chơi kiển nè cha ơi. Nói chung là lâu lắm mình mới có dịp xuống đây các bạn. Lâu thiệt là lâu mình mới xuống một lần. Đây là bông gì đẹp nè mọi người. Đẹp ha. Tay không? Đó. Cái lối vào nhà của ổng nè. Nói chung ổng làm ổng chơi cái nhà của ổng cũng nên thơ quá chừng chứ. Còn đây ổng mới quất chiếc xe nè các bạn. Ông mới có chiếc xe mới cáo nè. Đã không? Chiếc này là AB 150 các bạn. Ủa lộn, 125. Đã chưa? Nhìn cũng đẹp á. Mình biết khi nào mới mua được chiếc này mọi người. Đáng cống luôn. Cái này là đen nhám á các bạn. Đen nhám mà ổng dán lên nhìn nó bóng như thế này nè. Đẹp ha. Đây là AB 150 nè. Ủa lộn, 125 chưa, cũng đẹp á. Mà nghe ông nói là chạy không có im lắm mọi người, ông nói máy nó kêu sao á mình cũng không rõ nữa. Nói chung mình chỉ dám mơ thôi, biết khi nào mới mua được. Hái ớt cả đời xong quên hái chanh các bạn. Mà nhà có chanh đâu, toàn chanh non không, buồn gà. Ông hái trái tắc còn chanh non nè mọi người. Ông đi hái trái tắc. Đây có mấy loại ớt luôn nè, ớt trắng, ớt xanh, ớt đỏ. Ớt đỏ là ớt chín đó mấy cha. Chung nó chơi với chỉ hai loại thôi mọi người, ớt xanh với ớt xanh với ớt vàng. Cái này không phải là ớt trắng mà là ớt vàng, vàng vàng mà nó lai trắng trắng á mọi người. Bỏ bột ngọt nè đó. nhiều người nói là đó giờ mới thấy đâm mới ớt mà bỏ bột ngọt, không bỏ bột ngọt sao ăn mấy cha. Đó giờ ta ăn là phải bỏ bột ngọt vô, đáng lẽ là phải bỏ đường nữa đó. Nó giống như muối ớt cái kiểu gì, như là muối nêm vậy đó mọi người. Nó tự tự vậy đó. Chứ đâm muối ớt không là ăn đặc nhất rồi mấy cha. Để chưa, để chưa, đã chưa. Đây là muối ớt của chúng ta. Đó.
tắc này tôi sẽ chừa nguyên cái vỏ luôn. Cắt xong tí nữa chúng ta sẽ dầm ra các bạn. Chừa nguyên cái vỏ luôn. Ăn cho nó đã, làm giống như cái kiểu và kiểu Thái gì đó mọi người. Ồ, như thế này. Đây nè. Đó, xong chúng ta dầm dầm lên tí nữa chúng ta sẽ ăn nguyên cái vỏ này luôn. Cái vỏ này nó đắng đắng gì, nó nồng nồng. Đó, nhiều nơi người ta cũng sử dụng cái vỏ tắc này để làm thuốc á mọi người. Thấy chưa? Ôi, lúc nãy chắc là ổng mở ra rồi ổng lén lén mở ra bóc khối nhìn không đã gì chơi mấy cha. Đây nè, con vịt của chúng ta này mọi người. Cách nhận biết thịt chín thì chúng ta sẽ lấy cái cây đũa như thế này nè các bạn. Chúng ta sâu sâu, chừng nào là nó không có xì nước ra là lúc đó nó chín rồi. Đặc biệt chúng ta phải sâu vào cái đùi nè các bạn. Đó, sâu vào mấy phần đùi đùi, mấy phần dày dày á mọi người. Đó, xong rồi cậu ơi, xếp xuống rồi cậu ơi. Đó. Còn đây là phần còn lại, mình chỉ lấy được cái phần này thôi các bạn. Cái này là cái mề, còn đôi chân này mình tính bỏ rồi, ông anh của mình ông lấy luôn đó. Còn này là gan, lá gan lấy được có chút xíu, còn như đây là chanh không nè mọi người. Chanh mình chỉ lấy mùi thôi, không ăn lá đó được mấy cha. Đây cho mọi người xem, đây là phần phía trong nè các bạn, chín hết luôn rồi đó. Trong đây mình có nhét thêm lá chanh nè mọi người, thấy không? Đây nè, thơm toàn mùi lá chanh với lại mùi tiêu. Hoàn toàn khử được hết trên cái mùi của con vịt rồi mọi người. Đó, giờ xé ra các bạn. Cậu Bảy xé giùm ai. Ôi, anh em mình sẽ hút nguyên con vịt này luôn. Nói chung ông này ổng ngại lên video lắm mọi người. Ổng không có giống như mình. Mình xàm, còn ổng là dạng ổng là người lớn á, không? Còn mình là trẻ trâu. Ơi, tức mẹ cái đũa của người ta xuống dưới rồi. Cái phao câu mà tôi để ra như thế này nè mọi người. Nó mọi người thấy không? Nó chín mà nó mềm hết như thế này, nó gục hết rồi mọi người. Ăn không ăn đi ông nội. Sao có gì đâu. Có gì tôi cắt bỏ cho nội. Đây nè mọi người, mấy cái phần con vịt này thì đã xẻ ra hết trơn rồi các bạn. Mình cắt hai cái đùi ra nè. Bây giờ mình sẽ ăn cái đùi trước. Mời mọi người ăn chung với anh em mình nha. Nói chung là các bạn đừng có bắt bẻ ổng tội nghiệp, tại vì ổng không có quen các bạn. Đó. Đây nè, cái đùi nè, cái bùi rất là to luôn các bạn. Rất là to, chín đều hết trơn rồi. Thấy không? Chúng ta sẽ chấm vô mớ ớt chanh nè các bạn. Ê, cái vị đầu tiên mà mình cảm nhận được là cái mùi cây nồng các bạn. Cái mùi cây nồng và cái mùi thơm của tắc, chua, cay. Đó. Còn vịt thì nó đã mất mùi hoàn toàn rồi, nó chỉ thơm toàn mùi lá chanh với lại mùi lá chanh với lại mùi gì ta? Mùi lá chanh với mùi tiêu. Đó. Phần da bỏ lại mấy cha. Chén muối ớt tắc, không phải là chén muối ớt chanh, là muối ớt tắc. Đó. Siêu chua, siêu cay. Từ hôm nay là chị của mình không có nhà, cho nên là hai anh em làm tới luôn. Phải có bà ở nhà thì vui. Nhà bà lanh hơn ông này các bạn. Ông này ông hiền như cục đất kìa. Trời ơi, cái bẻ đầu á. Thì như mọi người thấy đây á, nó mát mẻ, nó yên bình lắm các bạn. Làm như là nó yên ắng hơn dưới quê mình nữa. Đó, cũng ngon á, nhưng mà nhìn mấy cái phần mỡ này nhìn ngán các bạn. Phần da này nó dày quá.
Ủa đâu ra cái đùi, ông không ăn cái đùi hả? Ăn cái đùi đi ông nội. Đây. Này là cái đùi mà ăn đi, trời ơi, còn đùi đâu? Cắn đó. Còn một nùi đây nè. Còn một nùi đây nè, ăn đi. Cánh đâu cánh? Đây đùi mà. Ăn đi ăn đi. Chưa ổng ăn cho ổng mau lớn các bạn. Mình thì mình lớn rồi. Không ăn thử lá chanh nè. Không, lá chanh đáng thấy mẹ. Các bạn biết sao mà tôi gọi ổng bằng cậu không? Nhà mình gọi theo cái kiểu mà gọi cháu vậy đó mọi người. Tại hồi nhỏ anh em tôi gọi mày tao không à. Cái sau này lớn lên có gia đình đâu có gọi như vậy được nữa mọi người. Mà hầu như thì cũng có nhiều gia đình như vậy các bạn. Anh em kêu mày tao không à. Nhưng sau này lớn rồi sượng cho đâu, gọi gì đâu được. Đây là phần cánh này mấy cha. Đây mọi người làm chung với mình miếng cánh này nha. chấm vô đây, chấm vô muối ớt tắc. Con này thịt nó rất là dai mọi người. Ở đây thì lâu lâu thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang, trước mặt mình là con đường làng á mọi người. Ai ăn xong bỏ vào đây. Đây nè, thịt này mấy cha. Nhúng vô một miếng ớt nè. Bữa nay năn nỉ ông biết mới lên cái video đó mấy cha. Tại vì mình ngồi ăn mình nó buồn. Cứ ổng lên ngồi ăn chung mình cho vui. Cay thấy mẹ luôn. Cay quá. Hôm nay là nói chung làm cái món này thành công mọi người. Con vịt khi chúng ta hấp lên á thì bình thường các bạn, nếu các bạn nấu cháo á, nó có thể nghe còn nghe mùi vịt. Còn hấp lá chanh thế này á thì nó hoàn toàn không nghe mùi vịt luôn. Chỉ nghe mùi tiêu và mùi lá chanh thôi. Cho nên là có dịp hay là có cơ hội mà người cứ làm thử đi. Vịt hấp lá chanh. Mới ăn được có mấy miếng thà là no no đây nè, nguyên củ sớ thịt chà bá lửa này mấy cha. Cắm vô đây. Mời mọi người nha. Mời mọi người làm thêm một cục đó nha. Đường này nâu vậy. Thịt vịt ơi, còn đây là cái phần mề nè các bạn. Mề nè. Lúc nhỏ nghe người lớn nói là ăn mề nó sẽ bị nám mặt. Không tin, ăn bây giờ nám mặt rồi mấy cha. Là có thiệt cái nghe. Không biết tôi nóng cho người hay sao nhưng mà bây giờ cái mặt tôi nè nó hai bên luôn, còn trẻ mang mà nám mặt lý do ăn mề sớm quá. Ôi, không biết có thật hay không, tại vì khoa học người ta chưa chứng minh điều này, mình cũng nói theo cảm tính thôi. Ở nhà có một thằng nó hiền quá trời và thằng nó lanh nó xạo quá trời. Ổng no mọi người, mình nói chuyện chưa đã nữa ổng no rồi. Để tập trung chuyên môn không ạ? Dạ tập trung chuyên môn. ý là ổng nó ổng ăn không á. Đây nè. Vậy thôi video của mình chắc là kết thúc ở đây. Hôm nay là có một cái ngày đến thăm anh Bảy của mình. Rất là vui, ăn rất là ngon. Thịt vịt hấp chanh. Rất là phê và rất là phiêu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của hai anh em mình. Giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào các bạn.